Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì mình làm video này để hướng dẫn cho mọi người cách để hẹn lịch lấy lại hàng mà các bạn bị lỡ của bưu điện Nhật Bản nhé. Thì khi mà các bạn bị lỡ hàng ấy thì chúng ta sẽ có một cái bưu như thế này. Người ta sẽ bỏ vào hòm thư. Và trong cái bưu ấy nó sẽ có một cái mã QR code cùng với một chiếc tem dán ở phía đuôi này, các bạn chú ý nhé. Thì các bạn dùng iPhone ấy thì có thể quét trực tiếp cái mã này để vào hẹn lại lịch lấy, hoặc nếu như các bạn dùng máy Android ấy thì chúng ta cần phải tải một ứng dụng quét mã QR code nhé. Bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn cho mọi người cách để mà hẹn lại lịch nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn cụ thể cho các bạn nhé. Thì nếu mà dùng iPhone thì các bạn vào ứng dụng camera máy nhé. Sau đó chúng ta đưa camera vào trong cái phần mã QR code cùng với chiếc tem được dán ở trên bill đấy ạ. Sau đó thì nó sẽ có một đường link thì chúng ta nhấn vào đó. Thì đây chính là cái mã đơn hàng của chúng ta, và ở bên dưới chúng ta kéo xuống dưới thì sẽ có một phần đó là người ta nói là người ta có giao hàng và chúng ta đã không nhận được. Thì bây giờ để đặt lại thì chúng ta nhấn vào chữ ghi ấy nhé. Rồi thì ở đây thì là chúng ta muốn nhận vào ngày nào thì chúng ta chọn nhé. Mình ở đây thì mình muốn chọn vào nhận vào ngày 21 của tháng 9 là ngày thứ ba, và phía bên dưới là chúng ta chọn giờ nhận. Thì mình cũng chọn là giờ từ 18 đến 20 giờ nhé. Ở phía dưới này thì là điền mã số bưu điện là của nhà các bạn ấy ạ. Tiếp theo là số điện thoại của các bạn, thì cái này các bạn cần điền một số điện thoại của Nhật Bản nhé. Đây là số điện thoại của mình. Tiếp theo ở dưới là số điện thoại phụ, thì chúng ta không có thì bỏ qua nhé. Tiếp theo đó là người đứng ra để nhận hàng, thì ở đây mình cho viết tên bạn mình nhận nhé. Ở phía dưới là bê rự, là các bạn điền email của các bạn vào để có gì người ta liên hệ nhé. Sau đó thì chúng ta nhấn vào chữ ghi. Chúng ta check lại một lượt các cái thông tin mà chúng ta vừa điền. Sau đó chúng ta nhấn vào chữ ghi. 2000 years later. Ở đây thì mình có dính một cái lỗi, đó là đã quá giờ để có thể nhận hàng, và người ta yêu cầu là mình phải chọn sang một giờ muộn hơn hoặc là vào ngày hôm sau. Thì ở đây mình chọn đến 21 giờ nhưng không giao được, thì mình sẽ chọn lên là ngày 22 nhé, và sẽ chọn từ 18 đến 20 giờ nhé. Rồi, chúng ta check lại thông tin và nhấn chữ ghi. Đó, như vậy là chúng ta đã kết thúc phần đăng ký để có thể lấy lại rồi. Các bạn nhấn vào Moshiko Mự nhé. Thì là chúng ta sẽ kết thúc. Chúc các bạn thành công nhé. Audio.